Ôi giời, nước nhiều thế cơ à? Nhiều nước thế à? À, nâng lên trên mặt nước như một con thuyền á. Ôi giời ơi. Sao lại ngắt điện rồi? Hả? Xin phép được chia sẻ với quý anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì sản phẩm mật ong hoa bạc hà tự nhiên cao nguyên đá của Thắng Gió Mạch đã có tem nhãn, có hướng dẫn sử dụng và có những cái tác dụng và cách bảo quản và địa chỉ rõ ràng rồi. Khi mà quý anh chị nhận thì có thể thấy cái tem của Thắng Gió Mạch như thế này là xin hãng sản phẩm. Thứ hai là sản phẩm mật ong hoa bạc hà ngâm với tỏi, tác dụng đã có rõ ràng, cách dùng và cách bảo quản và địa chỉ cũng ghi rõ ràng. Mật ong hoa bạc hà 550.000 một lít, miễn ship từ 2 lít trở lên, toàn quốc, nhận hàng thanh toán tại nhà. Thứ hai là sản phẩm mật ong hoa bạc hà ngâm với tỏi 750.000 một hũ và miễn ship toàn quốc mọi người nhé. Xin mời quý anh chị và tất cả mọi người tiếp tục theo dõi video. Quả trong mưa to lắm nhỉ, sụt trôi hết này. Hôm nay thì anh em mình lại tiếp tục vào nhà của em Vân mọi người ạ. Để hôm qua thì mưa rất là to. Lúc 7 giờ anh em mình đi thì vẫn còn ôi giời, nước nhiều thế cơ à? Nhiều nước thế à? Chào chú nhá. Chào chú. Ui dồi ôi. Chào chú nhé. Nước nhiều quá nhỉ. Đồ đạc là phơi hết rồi à Vân ơi? Đồ đạc phơi hết rồi à? Hôm qua mưa đến mấy giờ mới tỉnh? 4 giờ mới tỉnh á? Sao mà tỉnh mưa, anh thấy mưa từ lúc 11 giờ rồi mà. Mà 2 giờ mới mưa à? Ngủ ngon quá không biết à? Cái đệm có bị ướt không? Ướt hết rồi. Hả? À, nâng lên trên mặt nước như một con thuyền á. Ôi giời ơi. À, xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Thắng Gió Mạch. Một khung cảnh rất là hoang tàn, một cái lều. Ai da, con đét đấy. Cái dính cho nó ra ngoài. Không, đây là ở tạm thôi chú ạ. Mấy nữa là anh em thợ lên ấy thì là bắt đầu mới làm được. 2 giờ mưa đến 4 giờ mới tỉnh. Cả say cả chú vô gia cư với cả các con ở đây hết. Ướt hết mới biết á. Ôi giời, mày ngủ như chết thế này. Trời ơi. À. Không, đào một cái rãnh nhỏ nhỏ. Đào dưới này thôi, chó ạ. Đào cái nắp thiệt, tiền góc này cho nó chảy ra ngoài mới được. Đào cái nơi đây ra ngoài mới được. Bây giờ thì chắc là anh em phải giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau để gia cố lại cái lều đã. Nhưng mà thế này thì ấy thôi nhỉ, không anh nghĩ là không ở được. Bây giờ phải về. Đây thì nó tốt thì không. Chạy ra ngoài thì cho nó đỡ động. Phải về lều cũ thôi Vân ạ. Lều cũ tạm thôi nhỉ. Vâng. Sáng mai thì anh em thợ lên rồi. Thì không phải lo nữa. Đây là những cái thước phim mà anh em mình ghi liên tục trong 2 ngày. Cả từ lúc vận chuyển vật liệu đến bây giờ mọi người ạ. Cũng có rất là nhiều khán giả hỏi là vì sao mà chưa khởi công ấy. Thì cũng chia sẻ một xíu thôi. Có thể là các bác cũng sốt ruột như Thắng Gió Mạch, nhưng mà hết sức thông cảm là anh em thợ đang hoàn thiện cái nhà của em mình, xong là mới xuống đây. Bởi vì anh em thợ đã đồng hành với anh em mình rất là lâu rồi, thì cũng muốn là các công trình nào thì cũng đều là các anh xây cho nó yên tâm về chất lượng. Thứ hai, giá cả nó cũng như nhau. Trong buổi sáng ngày mai, có thể là video này sẽ phát sau cái
chương trình là anh em đến động thổ và đến đào móng và triển khai rồi. Tuy nhiên thì đây là những cái khó khăn mà em Vân phải trải qua, thì anh em mình cũng chia sẻ cho quý cô anh chị và tất cả mọi người cùng được biết. Hôm qua thì mưa rất là to, chú nhỉ, hôm qua mưa to kinh khủng, sấm sét kêu kinh khủng. Hôm qua thì mưa to. Thế là ngủ, thanh niên ngủ từ 2 giờ đến 4 giờ. Em Vân nói là cái thuyền nó, tức nghĩa là cái đệm ấy, tối hôm trước là anh em mình mua một cái đệm lên rồi, thì cái đệm nổi lên như một cái thuyền. Đấy, còn xem nào, có hai đứa con say nữa là 3 này, Vân 4, chú vô gia cư cái là 5 người, ngủ đến nỗi chắc là lần đầu ngủ đệm sướng quá đúng không? Sướng quá, mà lên ngủ ngon quá. Ngủ đến 4 giờ sáng thì ướt hết người mới biết á. Ôi giời ơi. Thế là gió tốc bay hết thế này cũng không biết luôn. Trời ơi. Đấy, đào cái rãnh đi, cho nước ra hết đi. Thế này thì chắc lại trở về lều cũ thôi. Nhờ. Tối ra xem. Ừ. Không thì xem nào. Gia cố lại cái lều xong là kê gạch lên. Cái đệm ướt rồi à? Ướt hết thì phơi rồi à? Mang đi ra. À, mang đi tháo cái vỏ giặt rồi gì? Ừ. Ôi giời ơi. Đấy, đào cái rãnh thoát nước như thế này là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ anh em sẽ cùng nhau hộ nhau là gia cố lại cái lều. Hôm nọ anh đã bảo là làm cái cột chắc chắn hơn thì cũng đỡ hơn một tí thật. Nhưng mà tại vì là mưa to và gió to. Ừ. Hôm nay anh em bảo là anh mua bóng điện các thứ lên, anh mua rồi đấy. Ban đêm mà chưa có điện, bây giờ kéo được điện rồi thì mấy hôm trước là cũng chưa. Vâng. Mấy hôm nọ là em Vân bảo là chưa có bóng điện nên là anh em mình mua bóng điện lên để thắp sáng cũng như là trông coi cái vật liệu. Thì thật sự là cái quá trình mà xếp gạch thì các cô các bác cũng góp ý là anh em mình cũng rất là chân thành cảm ơn, bởi vì là cứ xếp theo cái nếp của nó, đâm ra là đất lún xuống thì anh em mình sợ là sạt và sợ đổ xuống. Các cô các bác có góp ý cái đấy thì tao giống mày hết sức là cảm ơn những cái góp ý của các bác, các cô, các chú. Đâu? Ừ. Đây. Đây. Trong này. Thế cứ để đấy ngủ thôi, đừng làm dậy lại khóc. À, thế nào, đi vào coi. Hà ngủ đây à? Hà ngủ đây à? Thế thì nhẹ nhàng thôi nhé, không tí bé khóc. Kia, em kia đang bế em bé nữa nhờ. Vất vả quá, may quá là có em bé đến giúp. Bế. Dậy ngồi thôi á? Dậy ngồi. Trời ơi. Rồi. Bây giờ là tháo, tạm thời tháo ra, gia cố lại cái cột một lần nữa chắc chắn đã. Xong là buộc lại. Đấy, em bé đang bế chị gái anh ngủ kìa. Một bạn Hà thì ngủ ở đây, Hà thì ngoan hơn. Em bé kia thì chưa ấy, đâm ra là mới ôm chị ngủ. Tháo ra đã xong buộc lại hay như nào? Có cái cột không? Có cái cây không? Bây giờ em đóng lại cái cột trên kia giúp anh Vân ơi. Em đóng chắc lại đi. Nhẹ nhàng không tí Hà lại dậy. Ui giời, Hà, cái lều bay toang toác hết, trọng phải lên trên kia thì các bác mới thấy được cái lều. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mọi người ạ. Làm gì? Cho ít sỏi vào. Mềm, mưa lún phát nó lại bay luôn. Đấy. Ở dưới nó phải cao hơn thì nó mới không có nước chứ. Đúng rồi. Không làm gì được đâu. Anh chưa biết giúp cái gì được. Ở giữa phải có cột cao nữa. Cái cột này cao chưa? Xem nào. Tại là chỉ có mỗi đất thôi, đâm ra là nó ấy nhỉ. Ừ. Khiếp, ngủ kiểu gì mà đến nỗi đệm thành cái thuyền hết còn không biết. Lần đầu ngủ đệm khác nhỉ. Tránh vỏ gưa gặp vỏ dừa, bởi vì là
cũng đã tạm thời chào tạm biệt cái lều cũ để sang cái lều mới này. Sau đó là trông vật liệu cũng như là trông nền nhà luôn. Tuy nhiên thì sang bên này thì lại gặp một trận mưa rất là lớn. Tối hôm trước thì anh em mình có mang lên cho cái đệm và để cho gia đình ngủ ngon hơn, nhưng mà không ngờ là đệm lại trở thành cái thuyền mất. Cái này không có cây, nếu có cây thì làm dựa cao hơn, nhiều hai cọc này. Làm hai cọc hai bên đúng không? Hai cọc hai bên cho nó cao một tí. Xong làm một cái sào. Cho thêm ít sỏi đi, chúng phơi vần đấy. Này bây giờ ướt thế rồi không ở được rồi. Bây giờ tối nay em muốn ở nhá. Bây giờ anh hướng dẫn thôi, tí nữa em tự mang ván ra. Em kê gạch lên. Kê gạch cao lên xong là cho ván vào ngủ, hiểu không? Thì mới ngủ được. Mưa thì nó cũng chỉ ở bên dưới thôi. Đấy. Mà bây giờ sang bên kia thì cũng không thể trông bên này được, không thể di chuyển đồ đi đi về về được nhỉ. Đúng rồi. Rất là mất thời gian. Em bé ngủ trong cái đống bàn này anh còn không nhìn ra luôn. Em bé ngủ ngon thật sự. Chiếu này bị ướt hết rồi. Hả? Cái nào chỗ nào có đất thì trải đi, xong là rải lên trên gạch cho nó khô đi ạ. Buông lại chắc hẳn đi. Đây cho sỏi vào ít nữa xong rồi đóng lại đi. Không, Vân ạ, em làm như thế anh thấy không hợp lý. Em làm hai cột cao hai bên ấy. Hai cột ở giữa cao hai bên như kiểu cái chóp nhà ấy. Đây như này này, anh này này. Làm cái cóp chóp nhà ấy. Cọc cây không? Thế nó nhanh hơn. Không có, hai mặt cây nữa. Rồi, em bé ngủ ngon chưa? Đúng là giấc ngủ chưa. Đây, mọi người này. Tay vẫn cầm đồ chơi ấy. Ngủ luôn, đây luôn. Thôi nhé, bác không làm phiền nữa nhé. Ngủ đi nhé. Em lấy sỏi vào đây, đóng lại. Từ từ, anh bảo thiết kế như cái chóp, thiết kế cái chóp tốt hơn. Làm như mái nhà ấy, ở giữa cao lên. Hiểu không? Kia tắt chìa kia kìa. Từ anh ạ. Bác ở hắn buộc rắm mưa. Xong em. Đấy, để cho nó dốc đi em. Không, cứ để miệng thấm ở dưới vòi ấy. Đấy. Hai cây đi nhá. Hai cây. Làm dài lên. Shit. Mệt nhé. Với cả dây nữa nhá. Trên gạch ấy. Kia, đấy kia. Phơi như kia. Phơi trên gạch này được. Và gạch sạch này được. Bây giờ là anh em phải chờ thêm để lấy cây đã, sau đó là mới làm một cái chỗ ở nó kiên cố hơn. Đây, hôm nay là phải phơi hết áo của các bé ra trên cái đá hộc như thế này này. Ướt hết luôn mọi người ạ, ướt sũng luôn. Bên dưới này không phải của mình ạ? Không phải đâu anh Thị Quyết ạ, không phải đâu.
Để anh chọn cây cho em nhá. Kia kìa, kia không có một cây kìa. Kìa hai cây thẳng thẳng kia đấy. Đây hai cây thẳng thẳng trước mặt đây. Cái này có phải rừng của mình không? Đây là rừng của bố mẹ. Hả? Của bố mẹ, bên kia là của chú. Bên kia là của mình á. Thế hai cái bé bé này xin không được à? Lấy tầm lấy. Lấy hai cây rồi. Cây nữa để trên đầu. Mình tính lâu dài mà này không không sử dụng cái mai của cái khác. Chặt chặt bên này là được rồi. Chặt nó đổ. Nó đổ lên trên. Anh quyết kéo mạnh đấy nhá. Đấy, giờ muốn nó đổ sang bên này thì phải chặt bên này. Đấy. Đấy, đổ sang chỗ em rồi đây này. Dao này cùn quá. Dao này như lấy cổ bò. Chưa. Hai tay đây không nào? Mới. Chỗ này hơi rộng. Kéo là đủ. Chưa, vần chặt đi. Ồ. Ok, cây này được 1 kỳ, được 2 lúc. Cây này. Đây. Cái này. Cái này không phải rồi. Dạ, không phải. Có mỗi cái chỗ phát này mới là phải. Cái này. Thế thì kia, hai cây kia bộp luôn. Lấy cây vừa thôi. Không, cái này anh Tuấn. Cái trước mặt đây này. Cái này phải không? Phải mà, đến qua này mà. Đúng không Vân? Chạy đi. Phát lên đây là cũng ấy mà. Tình quái luôn. Mạnh mẽ lên thôi. Anh Tuấn kéo đi đây sát đường ấy. Chưa. Anh thấy rung rồi á. Khả năng lưới kèm của đeo sát đường có thương không? Nữa. Vâng, sao vậy? Vô. Ít lũ. Phải để cái cây dưới nữa. Không cần. Xuống là sao thì nó rái nó có tuần này. Để cho nó dài dài một tí nhé. Đó. Cây này cho cò vác nha. Lọ, múa lọ. Đó là. Không quá.
Hình như sắp mưa nhỉ, đúng không? Hình như sắp mưa hay sao đấy. Chưa chưa. Ai hồ tu. Đó. Nó cao hơn cái cột này một tí thôi bạn ạ. Nó cao hơn cái cột cũ này một tí. Cho nó thoải thoải xuống thôi mà. Bây giờ cái cột này em đặt xuống, đặt xuống một này đúng không? Xong là cái cột giữa mình lại làm sao bằng này đúng không? Thế này mình chỉ ngủ thôi mà, đúng không? Nấu ăn mình nấu bên ngoài trời nè. Thế thì là bên này thất, thất đi. Ừ, thất đi. Cái này đặt ở đây, còn cái cột này thì phải cao bằng cột này, hiểu không? Để nó làm cái chóp mưa nó thoải xuống để đây, hiểu chưa? Vâng, bây giờ chặt đây. Bỏ ra đó, tạm thời bỏ ra đó. Bỏ ra cho nó. Mấy chỗ à? Con lấy chân. Lấy cái này nhỏ 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 chọn chúng bỏ ra hết đi làm được cái cung người cho vào. Thấp 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 từng đấy đâu. Ừ. Đầu dưới không cần cao đâu. Nó chỉ là cái chỗ mình ngủ thôi mà. Lán lán độ ấy. Cái này có búa tạ đây. Ừ. Tạm cũng giỏ nó. Dã cho mấy phát thôi. Được lạ. Đây là lạ lắm này. Không quay nữa. Đây là để đun à? Còn nói gì? Có củi lại vẫn còn đúng không? Một cái dao nữa đâu? Đây anh ạ. Thì bỏ ra. Bỏ mà. Ừ, bỏ nó to rồi mà. Đây là ván của chú hả Vân? Bốn tấm này không biết là có đủ để chỗ ngủ không? Hôm nay thì say không lên rồi nên là đỡ rồi. Hôm qua chắc là ướt một trận là sợ rồi nhỉ. Hả? Cái này chắc là ngủ được. Hôm nay thì chiếu ướt hết rồi. Đường nào nhỉ? Đường này, đường này. Bây giờ thì cũng đã gần cuối chiều rồi. Trời hơi lạnh một tí mọi người. Mưa. Lại mưa. Theo như đài báo thì lại mưa 2 ngày nữa. Thì không biết là căn nhà của em Vân này khởi công thì không biết là mưa nó là may mắn hay là nó là cản trở đấy.
anh em mình cùng nhau gia cố lại thành cái chỗ ngủ nó đảm bảo hơn. Thu chiếu đã không tối nay có mà có cay ngủ quá. Ui giời, vẫn ướt lắm bạn ạ. Cái này vẫn ướt lắm. Không ngủ được đâu. Lái vào kia. Không xếp cái gì mà đây. Có tiêu này không? Đây. Có. Hả? Cái xếp cái này. Chỉ xem như thế hồi nãy, cái này là ông kia xem mà. Thích cao hay thích thấp, thích cho cao đi, một viên nằm đi. Thì cho cao cho nó đảm bảo. Rất là đảm bảo như thế này. Ừ, ôi cao. Đây chiếu để xếp ra cho nó. Chứ vào thì đôi nào. Hai hàng cho nó cao chứ. Sơn nó ướt đây. Đấy. Xong rồi nếu mà thích thì là như thế. Ui. Nhìn thấy đi. Mưa quá. Thử cái này thì to một tí thì nó chạy. Tí khơi đi một tí được mà. Không cho dẹp dẹp, đừng sát quá nước mưa nó xuống nó cũng sẽ. Để thôi, bây giờ cái đầu này ở đây thôi, nước mưa nó ấy mà. Đấy làm hai hàng như thế cao như thế là đẹp rồi. Là rắc nữa, tiền rắc nữa. Mày đăng đâu? Thì tao automate được vát ban đúng không? Hai viên nữa, hai viên nữa. Mưa quá. Rồi, đấy, một viên nữa đó. Cho ở giữa. Cho, ván này dày đấy mày. Cứ cho ở giữa đi, một, hai viên đi. Không vấn đề gì cả. Tránh tình trạng là đang ngủ bọc. Ngam đi, ngam đi. Xong rồi tí cho quả nằm nữa. Ui, cái này thoải mái nhỉ. Nằm xuống đấy, đúng rồi. Lùi xuống dưới này nữa. Lùi xuống dưới nữa. Dậy rồi. Đây đi. Chả là chả đạt. Là chả đạt ký canh mới làm mô mố. Ừ, hắn. Tạm thời thiết kế chỗ ngủ đã. Mấy viên gạch này bao giờ xây đến xong mình tính tiếp. Xây sắp xong là lúc đấy trời khô là mình mua giường lên rồi. Bây giờ mua giường lên thì nó còn rất là... phải như thế. Đấy, ok. Cái chiếu ấy thôi. Chiếu ướt rồi. Tối nay là phương án nào thì ngủ tạm đây. Cái đấy khô. Cái đấy khô cái gì? Ờ, khô thì được. Cái này giống cái hôm nay bị đất vào đúng không? Có hai cái. À, thế thì được. Giải ra đi. Bật này, bật này. Vừa zin luôn nhỉ? Đấy, đấy. 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 Đấy.
Đấy. Cái chăn này đúng không? Tối còn đúng cái chăn này thôi. Đấy, cơ bản là ngủ như thế đã. Bởi vì bây giờ là cũng gần tối rồi, không biết thiết kế kiểu gì. Bên kia thì cũng ở bên kia thì cũng không thể lấy được. Tí nữa em mang con xuống nhà bà đi nhá. Một mình em ở đây trông được rồi. Tối cho con xuống nhà bà để đỡ khổ. Mình con trai mình lớn rồi thì còn xoay chuyển kịp đúng không? Cái này thì khi nào tí em lấy gạch 2-3 viên đấy. Về đây kê mấy cái này lên này. Cho nó sạch sẽ. Thì gọn gàng cái đồ này lên. Nhá, tí nữa xong em mang con đi xuống gửi bà đi. Mình một mình con trai ở đây thì ngủ thoải mái không vấn đề gì. Đấy, cơ bản là như thế. Chăn thì em tự xoay nhá. Cái nào còn khô thì mình đắp được. Kiểu như cái đám ruộng. Còn điện đóm thì bây giờ chỉ là đấu ở đây xong là lên đấu nhà trên là được đúng không? Thế đấu điện luôn đi. Lắp được chưa? Lắp chưa? Anh em mình phải lắp. Thấy đây đỏ rồi. Anh em mình lắp điện đến đêm rồi. Bây giờ mấy anh em lắp điện ở trên kia. Hôm nay thì anh em mình cố gắng gia cố lại cái lán cũng như là cái giường lại. Phải chờ lạnh quá nên là anh tao ra ngoài xin phép là mặc áo vào. Điện đã xong rồi, bây giờ cắm vào và hướng dẫn em Vân sử dụng nữa là xong. Đây có điện rồi. Ok rồi. Sao lại ngắt điện rồi? Hả? Cá thừa. Lại tắt rồi. Cá thừa chết. Ngắt rồi. Lại ngắt điện rồi. Cá rồi mà. Anh vừa thấy sáng rồi nhưng mà trên kia lại tuột hay sao rồi, đây bóng đèn nó có lên nữa đâu. Em gái mang con em về hết rồi. Chắc mang về dưới nhà kia rồi. Thì để một mình em tự lo đây nhá. Chăn chiếu thứ anh vừa thấy cắm rồi. Đấy lại sáng rồi. Chắc đúng ông chủ nhà. Thấy rồi. Khó vào thế nhỉ. Ok. Nó phải rực rỡ nhỉ? Đẹp dai à? Đấy. Mọi người thấy tam giác mạch đẹp dai chưa? Đấy bây giờ điện có rồi nhá. Thì hơi chịu khó, sáng mai thì anh em lên là đo. Thì sáng mai là mấy anh em bọn anh cũng sẽ hộ đào móng này. Rồi là nhà có người đến giúp nữa thì tốt quá. Xong là anh em làm luôn. Xong là 1-2 người cũng được rồi. Đào móng, đào cho xong cái móng đi. Đào móng thì chắc là 7-8 người. Cũng được. Bởi vì là cũng sốt ruột quá. Bây giờ làm sao nhanh thôi. Khi mà xong móng rồi thì xây khoảng 2 tuần là xong rồi. Thì là điện đóm đã có rồi nhé. Mọi thứ ở đây đừng nghịch mà nhiều nhá. Bây giờ mắc tạm thì dùng đã, xong khi nào mà xong nhà anh sẽ lắp cho hoàn chỉnh luôn. Lắp công tơ luôn. Và thì hỏi chú nhà trên kia là điện nếu mà tính công tơ thì giả tiền như nào, mỗi người một số hay như nào thì cũng bảo luôn nhá. Nói chung là mình sau này hết bao nhiêu thì mình chia đúng không? Chia nhau. Nói chung là chẳng bao nhiêu. Thắp sáng này thì mình cứ tính là 3 tuần làm nhà thì cứ tính hết khoảng 30.000 đi đúng không? Tầm đấy thôi, chẳng bao nhiêu đâu. Bởi vì điện đây bà con là điện to rồi, một số thì 2.500, gần 3.000 thôi. Đấy. Bây giờ anh đi về đây. Nha, tự lo cơm nước các thứ nhá. Bây giờ chỗ ngủ tạm thời là nó ngon canh rồi. Đấy, bây giờ anh em mình ngồi này nó thoải mái hơn nhiều rồi. Đói quá, lạnh lắm rồi, chờ mãi đấu điện chả xong gì cả. Bây giờ là cả mấy anh em mình sẽ kết thúc cái video này. Và hôm nay thì đúng là gọi là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tránh lều kia về lều này thì lại lều này lại bắt đầu tan hoang. Rồi là mưa vào rồi cái đệm cũng ướt hết, chăn chiếu ướt hết. Bây giờ còn mỗi cái chăn mỏng này và cái chiếu nó này là ngủ được này. Thì tự cân đối nhá. Anh đi về đây nhá. Đèn sáng. Tối ngủ thì rút cái này đi. Rút cái này đi nhá. Cẩn thận điện đóm nhá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những cái thước phim tiếp theo.
xin chào và xin cảm ơn. Và đừng quên đăng ký cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho Tam Giác Mạch. Và có ủng hộ sản phẩm trên kênh thì gọi theo số 0816145678 mọi người nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Bây giờ thì đói lắm rồi, lạnh lắm rồi, phải về thôi. Này, đất bây giờ phải phải khều hết ra thì mới đi được này. Ghê quá.